Chào các bạn, tôi là Elizabeth Nostrom, một trong những chuyên gia dinh dưỡng của Wellness toàn cầu tại Stockholm. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu đến bạn một sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời với tên gọi Natural Balance Bars. Sản phẩm sẽ sớm ra mắt với hai hương vị chính, đó là quả mọc và sô-cô-la. Không chỉ có hương vị thơm ngon hấp dẫn, mà sản phẩm còn đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Do đó, tôi nghĩ mình nên chia sẻ với bạn một số thông tin về thành phần chính của sản phẩm này. Chúng tôi sử dụng 4 loại ngũ cốc, gạo, lúa mì, lúa mạch và yến mạch vì sự đa dạng thường được ưa chuộng hơn. Những loại ngũ cốc khác nhau cung cấp các vi chất dinh dưỡng và chất xơ khác nhau. Chúng giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn và đồng thời quá trình tiêu hóa cũng được cải thiện hơn. Chúng tôi cũng sử dụng 3 loại protein khác nhau tương tự như trong Natural Balance Shakes và Natural Balance Soups. Đối với sản phẩm này, chúng tôi chọn đậu Hà Lan, đậu nành và whey từ sữa. Do đó, chúng ta có đến 2 nguồn protein từ thực vật, lựa chọn tốt hơn để duy trì sức khỏe lâu dài. Các sản phẩm đều hoàn toàn tự nhiên, thanh dinh dưỡng vị quả mọc mang hương vị của lựu, việt quất và acai. Thanh dinh dưỡng vị sô-cô-la mang hương vị của hạt cacao nguyên chất. Và tất nhiên, chúng vừa có hương vị thơm ngon, vừa có tính năng chống oxy hóa vượt trội. Sự kết hợp hoàn hảo này giúp sản phẩm vừa đạt chuẩn về khía cạnh dinh dưỡng, vừa giữ được vị thơm ngon tuyệt vời. Bạn có thể dùng sản phẩm theo nhiều cách. Một món ăn nhẹ tiện lợi, có thể dùng bất cứ khi nào cần bổ sung năng lượng. Một món ăn dặm trước mỗi buổi tập thể dục, hoặc sau khi luyện tập thể dục xong và cần phục hồi năng lượng. Bạn cũng có thể dùng nó như một món ăn vặt lành mạnh thay cho các loại bánh bột, bánh gato hoặc bánh quy. Sản phẩm có rất nhiều ưu điểm dinh dưỡng độc đáo mà bạn cần giới thiệu khi bán hàng. Hàm lượng protein và chất xơ cao, chỉ số đường huyết thực phẩm GI thấp giúp duy trì độ cân bằng của mức đường huyết trong cơ thể. Nó giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và hạn chế được các cơn thèm ngọt khiến bạn muốn ăn một số loại thực phẩm mà lẽ ra nên tránh. Những thanh dinh dưỡng này còn là một món ăn vặt cực kỳ lý tưởng ngay cả khi bạn đang ở chế độ ăn kiêng để giảm cân. Use them occasionally instead of choosing something more unhealthy. Sản phẩm được sản xuất dưới quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, được chứng nhận bởi BRC và IFS, những tiêu chuẩn quốc tế bảo đảm chất lượng hàng đầu của thực phẩm. Đừng quên cho khách hàng dùng thử, vì tôi chắc chắn với bạn rằng họ sẽ rất thích nó, cũng giống như chúng tôi. Chúng tôi gọi nó là sản phẩm được trông đợi nhất của Oriflame và chúng tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Chúc các bạn may mắn với doanh số thật cao.